Chào các bạn, đây là bài Scratch số 1. Trong bài này đó thì mình sẽ làm hoạt hình với mấy chú mèo bạn. Và mình sẽ tạo ra 3 chú mèo bạn. Và mỗi chú đi từ bên trái qua bên phải. Để bấm lại. Một chú, hai chú, ba chú mèo. Và đi từ trái qua phải bạn. Và đây là cái code. Rất là ngắn bạn. Khi mà bạn tạo project mới đó thì bạn sẽ thấy con mèo đây bạn. Cho sẵn bạn. Việc đầu tiên mình muốn làm đó là tạo ra 3-4 con mèo giống nhau bạn. Thì mình sẽ xài when click và control thì mình xài repeat, thí dụ mình xài 3 con mèo đấy bạn. Thì mình bấm đây là 3 bạn nhé. Và ở dưới chỗ control đó thì nó sẽ có một cái lệnh kêu là create clone bạn. Nếu mà tôi bấm đây đó bạn đó thì bạn sẽ thấy 3 con mèo bạn. Nhưng mà bạn thấy một vì tại vì nó vị trí nó giống nhau bạn thấy không? Thì việc kế tiếp đó là bạn muốn move 10 step đi bạn. Thử coi. Bạn thấy đi 3 đấy các bạn, 3 con mèo này. Làm lại. Nếu mà bạn muốn nó ra từ từ đó thì bạn vô control bạn, thí dụ bạn để đây. Bạn đợi 1 giây các bạn nhé. Để con mèo đây, bấm. 2 con, 3 con, bạn thấy nó từ từ không? Ví dụ mình để đây 100 này. Chạy lại, 1 con, 2 con, 3 con. Nếu mà bạn để ý đó, khi tôi bấm hành động này bạn đó, thì nó tạo ra 4 cái hình đấy bạn, không phải nó chạy bạn. Thì bạn muốn làm cái kiểu dáng nó chạy sao bạn? Thì trước nhất đó, thì trong spray bạn đó, thì phải bạn có mấy hình bạn phải không? Trong costume này bạn này, bạn thấy đây, costume 1, costume 2, thì bạn cứ sẽ chuyển, di chuyển 1, costume 1, ra costume 2 và cứ đi vậy bạn. Thì bạn sẽ thấy con mèo giống nó chạy bạn nhé. Mình sẽ trở lại script. Và trong cái control đó thì nó sẽ có một cái lệnh kêu là khi mà bạn tạo ra cái clone này đó thì nó sẽ có hành động đấy bạn. Và mình sẽ tạo ra, mình sẽ dùng cái repeat bạn nhé. Ví dụ đây 50 đây. Và mình sẽ vô look đây bạn. Và mình sẽ kéo ra cái next costume đây bạn. Cứ chạy lại các bạn nhé. Bạn thấy nó chạy chạy vậy không? Thì chắc ở đây thì mình chắc mới cần move 10 step đấy thử coi. Chạy lại. Đổi số này nhỏ một chút mà. Một con, hai con, ba con. Bạn thấy nó lẹ quá, có thể bạn đợi nó chút. Chấm 02 second bạn nhé. Thì mình thử chạy lại coi. Đây mình tăng lên chút. Để cho nó ra từ từ bạn. Đó, bây giờ thì nó giống đi bộ qua từ trái qua phải. Bạn thấy cái chân hình dáng nó đổi không? Ở trong cái script này đó, thì bạn sẽ thấy, bạn sẽ xài when. Khi mà bạn tạo ra cái clone này bạn đó, thì cái block này sẽ được chạy bạn. Và mình sẽ repeat 50 lần. Next costume là
là mình đổi cái costume của con này đây bạn. Next là cứ costume 1, costume 2 bạn nhé. Và mình cho nó đi bộ 10 bước bạn. Và mình đợi mấy giây bạn nó để bạn thấy đúng không? Thì chạy lại bạn. Hẹn các bạn trong video tới.